năm ấy mùa thu mình gặp nhau, trao nhau ánh mắt thuở ban đầu, vẹn thề bên nhau dù gian khó, chén rượu cơ trầu duyên cầm sắt. Năm tháng tình ta chọn 50, trao nhau tiếng khóc và tiếng cười, tụi mình đông con và lắm cháu, lắm cả nỗi buồn lắm niềm vui. Anh lỡ làm trai thời chinh chiến, cho em gánh vác mọi ưu phiền, dặm trường chính nhân niềm tin thác, súng đạn vô tình âu là thế. Năm tháng phù du còn bao lâu, đôi ta mái tóc đã phai màu, nằm kề bên nhau kể chuyện cũ, gió lạnh đông về vẫn còn nhau. Năm ấy mùa thu mình gặp nhau, trao nhau ánh mắt thuở ban đầu, vẹn thề bên nhau dù gian khó, chén rượu cơ trầu duyên cầm sắt. Năm tháng tình ta chọn 50, trao nhau tiếng khóc và tiếng cười, tụi mình đông con và lắm cháu, lắm cả nỗi buồn lắm niềm vui. Anh lỡ làm trai thời chinh chiến, cho em gánh vác mọi ưu phiền, dặm trường chính nhân niềm tin thác, súng đạn vô tình âu là thế. Năm tháng phù du còn bao lâu, đôi ta mái tóc đã phai màu, nằm kề bên nhau kể chuyện cũ, gió lạnh đông về vẫn còn nhau. Yeah.
Thiên Chúa, mình cầm tay nhau, ta hứa yêu nhau trọn đời. Cho dù gian lao, tình vẫn thắm không nhạt phai. Lời thề hôm nay thì không mãi mãi trong tim. Mình cùng chung vai đắp xây hạnh phúc vững bền. Nhiều hy vọng con xin phó dâng Ngài, tình yêu bao la xin Ngài nâng đỡ con, để con hân hoan trong đời cùng sánh vai. Thế giới thay đổi tình yêu vẫn không tàn phai. Chúng con đã đến với cộng đoàn chúng con
chúng ta hiểu ý cách đặc biệt với gia đình cô chú Giuse Trần Khủng Khiết và Maria Trần Thị Mai nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn. Đó là một dịp rất là đặc biệt và trọng đại, đặc biệt là giữa xã hội của nước Mỹ ngày hôm nay. Chúng ta cùng một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho cô chú và gia đình. Lối tai tôi, lối tai tôi.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm căn rứt lương tâm chúng con, và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thank you.
chưng Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mãnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta và cho Cha nữa, là tù nhân của người. Nhưng con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì tin mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Con hãy lấy những lời lành lẽ phải con đã nghe Cha nói làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Đức Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thần Thánh là đấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, một câu chuyện được kể về một cô gái xinh đẹp, siêng năng và đạo đức trong giáo xứ. Một hôm đến thưa với cha xứ rằng: thưa cha, cha mừng cho con vì con đã tìm được ý trung nhân. Cha xứ hỏi: thế anh ta là người thế nào? Cô ấy trả lời: anh đẹp trai lắm cha. Hết sảy luôn, cha sư nói. Còn sao nữa không? Thưa cha, anh rất khôn ngoan tài giỏi, có bằng cấp và học vị. Hết sảy luôn, cha sư càng thêm hưng phấn. Còn gì nữa con? Thưa cha, anh ấy cũng có tiền. Để dành được một chút cho tương lai, chúng con sẽ có một căn nhà rất đẹp sau ngày đám cưới. Hết sảy luôn con ạ, còn gì nữa không? Tự nhiên cô gái được buồn và nói: thưa
cha chỉ còn thiếu một chút nữa thôi thì tuyệt vời rồi. Anh ấy có đạo nhưng lại kém lòng tin chàng, không muốn đi lễ đi thờ và rất ít khi tỏ lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ hoặc các thánh, nói chung là một người muội lệnh. Cha sợ vội vàng trả lời: thế thì sạch hết con ạ. Mọi cái đều hết sạch, nhưng riêng cái khoản mà thiếu đức tin và lòng mến thì sạch hết. Thưa quý bà anh chị em, đức tin nó quan trọng như vậy. Nếu trong cuộc đời của chúng ta có tất cả mà đức tin chúng ta thiếu, đức cậy chúng ta không đủ và lòng mến của chúng ta chưa tới thì coi như sạch hết. Vì thế mà trong bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy các môn đệ đến với Chúa Giêsu không xin quyền năng tiền bạc danh lợi, nhưng chỉ xin Chúa gia tăng thêm đức tin cho các ông. Chúng ta có lẽ tự hỏi tại sao lại phải xin thêm đức tin? Chẳng lẽ đức tin của các môn đệ bị lung lay hay sao? Hay là vì họ quá thiếu đức tin của họ bị bào mòn đi hay sao mà họ phải khẩn khoản xin Chúa Giêsu, xin Thầy thêm đức tin cho chúng con? Cái bối cảnh của bài phúc âm hôm nay có lẽ sẽ cho chúng ta câu trả lời thích đáng. Ngay trước đó vài đoạn thôi, Chúa Giêsu thách đố các môn đệ: các con hãy tha thứ như Thiên Chúa tha thứ cho các con. Các con hãy yêu thương chấp nhận mọi người như Thiên Chúa Cha yêu thương và chấp nhận các con. Điều này rất khó, không dễ. Và có lẽ trong trải nghiệm cuộc đời của các ông biết là nếu không có niềm tin, nếu không có Thiên Chúa đứng đằng sau hậu thuẫn bằng ơn thiêng, thì tự sức con người của các ông không làm được những đòi hỏi ấy của Chúa Giêsu. Cho nên các ông đã mạnh dạn xin người gia tăng đức tin, để các ông biết không phải các ông tự sức của mình mà có thể sống đạo được cho tốt, để có thể sống luật yêu thương của Thiên Chúa được, mà cần phải có sức mạnh thiêu siêu nhiên. Ban đầu có lẽ các ông cũng tưởng là theo Chúa Giêsu sẽ được danh vọng, tài năng, quyền lực, nhưng rồi Chúa lại khuyên nhủ phải sống khiêm hạ, phải chấp nhận khổ đau, phải bị người đời khinh rẻ và khước từ. Rồi nhiều khi các ông lại cảm thấy theo năm tháng, những gì mình tưởng lại không được thành hiện thực. Chúa Giêsu không đến để lật đổ đế quốc Roma, để cho các ông những chỗ ngồi danh lợi trong chính quyền mới, nhưng Chúa lại khuyên các ông hãy lo cho đời sống tinh thần mai sau. Trong khi cái các ông cần là những giải quyết chuyện ngay bây giờ. Cuộc đời trần thế này, có lẽ các ông đang dần dần thất vọng. Vì vậy, đức tin cũng bị kém đi, bị lung lay theo năm tháng, và họ đã phải xin cùng Chúa Giêsu gia tăng đức tin. Nói đến đây thì chúng ta thấy những người môn đệ năm xưa còn trải qua những kinh nghiệm như vậy, huống chi là chúng ta trong đời sống hôm nay. Những người môn đệ của Chúa Giêsu nhiều khi đức tin cũng đang bị hao mòn, thiếu hụt. Và có lẽ ngày hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta cũng đừng xin tiền bạc, đừng xin danh lợi, đừng xin những của cải trong qua ở trần thế này, nhưng hãy xin những gì không bao giờ hư mất, đó là sức mạnh siêu nhiên của Thiên Chúa để giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, để đưa chúng ta đi tiếp trong những ngày trước mắt. Thật vậy, thưa anh chị em, trong bối cảnh xin ơn đức tin ngày hôm nay, chúng ta đến đây
để mừng cho hai người trong cộng đoàn mình. Hôm nay họ tạ ơn 50 năm thành hôn, tạ ơn Chúa cho một chặng đường đã qua đầy nước mắt và hạnh phúc. Tạ ơn Chúa cho các con, các cháu, cho gia đình, sự nghiệp và cho chính tình yêu đã làm nên hạnh phúc của họ mỗi ngày. 50 năm, một chặng đường không phải là ngắn, nhưng cũng không đến nỗi quá dài để chúng ta dừng lại, để biết rằng tự sức của chúng ta chắc chắn không làm được điều này. Nhưng đã có sức mạnh siêu nhiên của ơn Chúa trong ngần ấy năm. Thật vậy thưa anh chị em, nhìn nhau một cái mà phải lòng nhau thì dễ, yêu nhau như sét đánh ngang tai cũng dễ vô cùng. Nhưng để trung thành với tình yêu ấy và tiếp tục yêu nhau trọn đời trong cuộc đời hôn nhân của mình thì khó lắm, không dễ đâu. Ông bà ta đã từng nói, khi yêu thì mù quáng, mà lấy nhau về rồi thì sáng mắt ra. Hôm nay có lẽ chúng ta mừng cho ông bà Thiện Mai và chúng ta hỏi ông bà một câu, đã sáng mắt ra chưa? Sáng quá rồi cha. Sống với nhau 50 năm, nay đã nhận ra vẻ đẹp của tình yêu, nhưng cũng nhận ra những gai góc của bông hồng tình yêu rồi. Không dễ đâu thưa anh chị em. Nếu có đức tin, chúng ta sẽ thấy mọi sự trên đời đều là phù vân, là những thứ chóng qua thôi, và chỉ có những giá trị vĩnh hằng mới tiếp tục tồn tại. Một trong những giá trị ấy là tình yêu, là sự thủy chung, là sự nhẫn nhịn, là sự chấp nhận mà chúng ta trao cho nhau mỗi ngày, thưa anh chị em. Nếu không có đức tin, chúng ta không thể đi chọn con đường ấy với nhau. Bởi vì chúng ta biết, trong ngày mà họ bước lên bàn thánh cách đây 50 năm, họ từng trao cho nhau biểu tượng tình yêu là chiếc nhẫn tràn đầy. Và nói đến chiếc nhẫn, chúng ta không chỉ nói đến sự tràn đầy vẻ đẹp sung mãn của tình yêu, nhưng chúng ta còn muốn nói đến sự nhẫn nhục, nhẫn nhịn, nhẫn nhường, lòng kiên nhẫn mà Chúa đòi hỏi chúng ta trong bậc sống hôn nhân đối với nhau. Cuộc đời này không bao giờ mãi êm ả như mặt nước thổ thu, nhưng nó còn có nhiều gợn sóng và đôi khi sóng lớn bà đảo nữa. Chúng ta biết con người chúng ta rất khác nhau, bá nhân, bá tính, sống mỗi người một nét mà chết thì mỗi người một tập. Cho nên khi đến ở chung trà với nhau lâu ngày dài tháng, chúng ta sẽ khám phá không những vẻ đẹp mà cả những nét xấu của nhau nữa. Mà nếu như chúng ta vẫn trung thành sống với nhau được, thì đấy không phải nhờ ơn trên thì là cái gì? Thưa anh chị em, trong bối cảnh ngày hôm nay hôn nhân thường hay đổ vỡ, và đổ vỡ rất nhiều, gây nên nhiều hệ lụy trong xã hội, nhiều nước mắt và nhiều khổ đau, những cặp sống với nhau 25 năm, 50 năm, 75 năm xem ra vô cùng hoạn hiếm. Cho nên hôm nay không phải là ngày vui riêng của ông bà Thiết Mai hoặc gia đình của họ, mà là ngày vui chung của toàn thể hội thánh, và đúng ra là ngày vui chung của toàn thể xã hội này. Vì xã hội được xây dựng trên nền tảng cơ bản là các gia đình, mà nếu các gia đình trung thành, chung thủy, yêu thương và gắn bó với nhau, thì xã hội của chúng ta mới ngày càng thêm hưng thịnh. Nếu như bát đĩa xếp chúng một tràn, còn xảy ra va chạm đến sức mẻ, thì huống chi đời sống con người khi chung trà với nhau trong nhiều năm, không bao giờ tránh khỏi những lúc cơm không lạnh, canh không ngọt. Vì vậy, ngày hôm qua, trong lúc từ New York đến đây đi xe được chú Thiết rước về, thì con có hỏi chú rằng bí quyết gì làm cho cô chú trung thành yêu thương mà vẫn mặn nồng như thuở còn son vậy? Thì chú nói rằng cũng dễ thôi thưa cha,
mỗi khi có xung khắc lẫn nhau, có lẽ điều cần làm là con làm thinh không nói, thì mọi sự sẽ lắng xuống và gia đình sẽ được êm ấm. Chúng ta thấy rằng đây là một kinh nghiệm cuộc đời rất hay. Cơm sôi nhỏ lửa không khê bao giờ. Bởi vì tuyệt đại đa số xung khắc trong đời sống của chúng ta với nhau là phát xuất từ lời ăn tiếng nói của mình, làm phiền lòng, nặng nề và căng thẳng cho nhau mà thôi. Cho nên cái bí quyết cuộc đời để làm sao gia đình hạnh phúc chính là ở cách gìn giữ cho lời ăn tiếng nói được luôn luôn nhẹ nhàng, dễ nghe, làm cho người khác cảm thấy được tôn trọng và không bị xúc phạm. Đôi khi chúng ta phải làm thinh, chứ không phải càng nói nhiều thì càng hiệu quả. Cho nên chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Ông bà ta dạy không sai được như bà anh chị em. Lời nói vô cùng quan trọng, cho nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chẳng được miếng thịt miếng xôi thì cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng. Cho nên bí mật của hôn nhân tốt đẹp nhiều khi rất đơn giản là như thế thôi. Một cặp vợ chồng nọ thường xuyên xích mích với nhau, và khi đến thưa cùng cha xứ thì cha có nói với người vợ rằng: "Cha có một món nước thánh rất hiệu nghiệm giúp cho con, để cho vợ chồng con luôn luôn hòa hợp mỗi ngày, không bao giờ xung khắc nữa." Mỗi khi chồng đi làm về bắt đầu căng thẳng hình sự, con hãy lấy nước thánh của cha ngậm một ngụm ở trong miệng và đừng bao giờ nhả nước thánh ra cho đến khi nào vợ chồng hoàn toàn lắng xuống. Cứ làm như thế đi, vô cùng linh thiêng đấy, cha cầu nguyện cho. Chỉ một tuần lễ sau, người đàn bà trở lại nét mặt vô cùng tươi vui, thưa cha, nước thánh của cha quá linh nghiệm, con đã uống ngay một ngụm lớn, con giữ luôn ở trong phòng, bà có nước thánh ở trong người rồi, ông muốn làm gì thì ông làm. Và chồng con về vô cùng hình sự căng thẳng với con, nhưng lạ lùng thay, như một quả bóng bóng xẹp, sau khi thấy con không nói năng gì cả thì con có nước thánh ở trong miệng mà, cho nên chàng đã dịu lại. Và ngày hôm nay, thưa cha, vợ chồng chúng con vô cùng êm ấm. Con có lẽ còn phải cần nước thánh của cha dài dài. Cha xứ nói rằng: "Thưa bà, thực sự nước thánh thì cũng là nước thường thôi. Tôi cũng có cầu nguyện làm phép một chút, nhưng cũng không linh nghiệm mấy đâu. Chẳng qua là khi ngâm ngụm nước thánh ấy, bà đã làm thinh bà thôi." Đây chính là bí quyết của gia đình hạnh phúc đấy, thưa anh chị em. Và bí mật của cuộc hôn nhân tốt đẹp đó là chúng ta hãy học cách tha thứ cho người bạn đời của mình vì đã lấy mình. Tha thứ cho người bạn đời đi vì đã lấy mình. Bởi vì tự chung mỗi người vợ và mỗi người chồng đều là ân nhân của nhau, đều là đại ân nhân của nhau đấy. Bởi vì khi tắt lửa tối đèn cũng chỉ có mình và có ta với nhau thôi, thưa anh chị em. Con cái một ngày kia cũng lớn, bay đi muôn phương, tổ ấm đông đúc rồi cũng sẽ thành tổ chim rất là lạnh lùng, thiếu vắng, cũng chỉ còn ta với ta. Mà nếu như chúng ta biết trân trọng người bạn đời của mình để đi đến cuối cuộc đời thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Hãy coi nhau như đại ân nhân của nhau trong đời sống này. Đừng bao giờ tự hỏi sao ngày xưa bà xã nhà tôi thơm phức, lúc nào đi đâu cũng vô cùng hấp dẫn, và tôi rất tự hào muốn khoe người vợ đẹp của mình trước mặt mọi người. Ngày nay nhìn thì đẫy đà phốt pháp, thân hình toàn mùi hành tỏi. Thưa các ông chồng mà nói như thế, hãy nhìn lại đi, bao nhiêu sắc đẹp và tuổi xuân em đã cho anh và cho đàn con của chúng ta hết rồi. Hãy kỳ vọng cho đúng để không bị thất vọng.
đừng bao giờ chê trách rằng gia chồng mình năm xưa biết ga lăng, phong độ hào hoa đẹp trai như thế, ra đường ai cũng khen, mà bây giờ thì chậm chạp, lụ khụ, hay quên lại còn nóng tính vợ bẩn. Hãy nhìn lại người lăng năm của mình đi, thưa các chị em. Sau bao nhiêu năm khốn khổ, sau bao nhiêu năm vất vả lo lắng cho vợ, cho con, không dễ để làm cột nhà đỡ cho mọi người, thì ngày nay sức nặng của thời gian đã đè xuống vai anh. Và anh đương nhiên là chậm chạp, đương nhiên không được phong độ hào hoa phong nhã như xưa nữa, nhưng anh vẫn còn đây với em, và đó mới là quan trọng. Đừng bao giờ che trách lẫn nhau, con gì ăn nắm nói nhiều, mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền, con vợ đấy thưa bà chị em. Nhiều khi buồn bực quá, thấy vợ người thì khác mà sao vợ mình thế này mình so sánh. Chúng ta hãy đừng bao giờ so sánh, bởi vì Thiên Chúa đã xe định trong hôn nhân thì người ấy là người của tôi, và người ấy chính là nửa của cái răng lược khác khép vào cho khít với răng lược của tôi. Và chỉ có chúng tôi mới làm nên một cốt nhục mà thôi. Nếu có thay người khác vào cũng sẽ không bao giờ được như vậy. Đừng ai mong muốn làm lại từ đầu, nhưng hãy bắt đầu kể từ ngày hôm nay để tiếp tục vun quen cho hạnh phúc của mình. Thưa quý bà anh chị em, đức tin sẽ giúp cho nửa đời về sau của mỗi người chúng ta vô cùng hạnh phúc. Con người đến một độ tuổi nào đó, như cô chú Thiên Mai hôm nay, sẽ phải học cách cúi mình và trầm tĩnh như Chúa Giêsu. Đức tin sẽ giúp chúng ta làm được điều đó, bởi vì ai trong chúng ta cũng biết tôi rất lớn của mình, tôi lúc nào cũng đúng và mọi người đều sai. Nhưng nếu chúng ta học theo gương của Chúa Giêsu, biết cúi mình, trầm tĩnh, xét đoán mọi việc đâu ra đấy, ít nói hay cười, và luôn luôn chúc phúc, khen ngợi người khác, thì đấy chính là chìa khóa hạnh phúc của nửa đời còn lại trong hôn nhân đấy, thưa anh chị em. Người già thì không thích ồn ào náo nhiệt nữa, chỉ muốn tâm thái của mình được bình thản, chỉ muốn được sống vui, sống khỏe, sống thọ với đàn con cháu mà thôi. Để làm được điều đó không khó, hãy biết tự lo cho bản thân mình, và hãy biết chấp nhận những gì đang trải qua. Lâu lâu cần phải buông bỏ một chút, đừng để ý nhiều chi tiết quá, đừng suy nghĩ quá sâu, đừng giải thích quá nhiều, nhưng hãy biết buông bỏ để mà cảm thấy cuộc đời này vẫn còn đẹp lắm, cho dù nhiều khi có những cái trái mắt ngang tai. Thưa quý ông bà anh chị em, cuộc sống chỉ đơn giản là như thế. Các môn đệ năm xưa không thể trung thành được với Chúa Giêsu, và giống như tiên tri Habacuc trong bài đọc ngày hôm nay, nhiều khi phải thốt lên lạy Chúa, đến bao giờ nữa đây? Con còn khổ đến bao giờ nữa đây? Con cầu nguyện quá nhiều mà sao Chúa vẫn chẳng nhận lời? Nhiều khi trong đời sống gia đình, đời sống hôn nhân, những người trong bậc đôi bạn cũng từng thốt lên như thế, lạy Chúa khổ quá đến bao giờ con mới đến tuổi hạnh phúc đây? Ngày hôm nay câu trả lời của Chúa Giêsu cho chúng ta cũng giống như câu trả lời Ngài đã nói với các môn đệ năm xưa. Nếu anh em có đức tin nhỏ như hạt cải, thì anh em nói với cây dâu tằm này, hãy bật rễ lên và tự trồng ở dưới biển, nó cũng sẽ làm theo. Chúa dùng những hình ảnh mạnh mẽ như vậy để cho chúng ta thấy đức tin của chúng ta cần có chất lượng, chứ không phải một đức tin hời hợt chỉ biết đi lễ đi thờ để giữ những thói quen đạo đức bình thường, nhưng thực ra chúng ta không sống đức tin trong lúc khổ đau, không biết nhín nhường, nhín nhục và chấp nhận lẫn nhau như chiếc nhẫn mà chúng ta
vẫn đeo ở trên tay vậy. Có người đã từng đến nói với cha xứ rằng: thưa cha, con xin cha một lễ để xin cha giúp cho bà vợ của con ngày càng thêm hiền lành, bớt đánh đá, đỡ tốn tiền vì shopping hơi nhiều, mệt cho con quá. Vài tuần lễ sau, ông chồng lại đến và tham với cha rằng chẳng biết cha cầu nguyện làm lễ linh thiêng thế nào mà con thấy chẳng linh, càng ngày bà càng dữ tợn đánh đá, lại càng đi shopping nhiều hơn, lại càng tốn tiền của con nhiều hơn nữa. Cha xứ vui vẻ trả lời: cũng khổ, Chúa biết sao được. Ông xin có một lễ, bà và ông xin ba lễ cơ. Đức tin của chúng ta nhiều khi hời hợt như vậy đấy thưa anh chị em. Nó cần phải bám rễ hơn nữa, và chúng ta cần đến Chúa mỗi ngày. Cho nên gia đình cô chú Thiết Mai ngày hôm nay tạ ơn Chúa không những cho hạnh phúc lứa đôi của mình, mà còn cho cả mầm mống đức tin mà cô chú đã gieo nơi lòng các con cháu, để ngày hôm nay khi nhìn vào các thế hệ sau, cô chú không còn gì phải hối hận, vì đã cho con cái mình những gì tốt nhất, và cho chính gương trung thành, kiên nhẫn, chịu đựng và yêu thương của cuộc đời hôn nhân của mình, để khi nhìn thấy đời hôn nhân của các con, các cháu của mình được đoàn viên hạnh phúc, thì đấy chính là điều thuốc lớn nhất làm cô chú sống vui, sống khỏe và sống thọ luôn mãi. Và đấy cũng chính là điều mà cộng đoàn chúng ta muốn tạ ơn với Chúa hôm nay, cho cô chú, cho chính mình và cho những người mình yêu thương trong đời sống gia đình. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Mọi cái chúng ta có đều là do Thiên Chúa ban hết. Đừng bao giờ quên Chúa, hãy đặt Chúa vào trung tâm cuộc đời, hãy đặt Chúa Giêsu làm vị thượng khách và là người quản gia, là người chủ của gia đình, trái tim của mình, thể hiện một cách sống đạo đức yêu thương, thì chắc chắn Chúa không bao giờ bỏ rơi ta, và chúng ta sẽ vượt qua được tất cả để đến được đích hạnh phúc. Chúc cho cô chú ngày hôm nay 50 năm đẹp lứa đôi, cho tình cô chú cũng lên ngôi, công thiết cha hiền con nối bước, Trần Mai hiền mẫu cả nhà vui. Amen. Bye.
ông Giuse Trần Công Khiết và bà Maria Trần Thị Mai quý mến, tưởng nhớ lại lễ hôn phối đã được cử hành năm xưa, trong đó qua bí tích hôn nhân, ông bà đã liên kết cuộc sống với nhau bằng một mối dây không thể tháo gỡ. Giờ đây trước mặt Thiên Chúa, ông bà hãy cùng lặp lại những lời hứa mà 50 năm về trước ông bà đã cam kết với nhau và cùng trao lại cho nhau chiếc nhẫn. Ông bà hãy khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn để những lời hứa này được mãi mãi vững bền. Anh Giuse Trần Công Khiết tiếp tục nhận em là Maria Trần Thị Mai làm vợ và hứa sẽ lòng trung thủy với em khi được cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời. Em là Maria Trần Thị Mai tiếp tục nhận anh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa gìn giữ ông bà mọi ngày trong suốt cuộc đời, để lòng trung thủy yêu thương mà ông bà đoan hứa trong bí tích hôn nhân luôn được vững bền và mang lại hạnh phúc, hoa trái thiên nhiên như dấu chỉ của tình yêu và lòng thủy chung của Đức Kitô đối với hiển thê của người là Hội Thánh. Amen. Xin mời ông bà đặt tay trên nhau để đón nhận phép lành cho tôi nhận. Lạy Chúa, xin gia tăng và thánh hóa tình yêu đôi lứa của các tôi tớ Chúa đây là Giuse và Maria, để những người đã trao cho nhau những chiếc nhẫn này làm dấu chỉ của lòng thủy chung cũng luôn được thăng tiến trong ân sủng của bí tích hôn nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cô chú cùng quay lại một đoàn để tất cả mọi người chúng ta cùng chúc mừng. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng
gia đình mừng Kim Khánh hôm nay biết trung tín với Chúa và vẹn nghĩa với nhau để gia đình luôn ấm áp, yêu thương, tại thế và được hưởng phúc, hạnh phúc viên mãn với Chúa trên trời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Là tín hiệu công giáo, chúng ta tin vào mầu nhiệm cáo thánh thông công. Xin cho linh hồn ông bà, tổ tiên nội ngoại, thân hữu chúng con đã qua đời, được Chúa ân hưởng hạnh phúc viên mãn trên nước trời và những ý nghĩ trong âm thầm của chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lên Chúa tất cả những ý chỉ vừa được nêu trong thánh lễ hôm nay, và chúng ta xin Chúa ban ơn phúc nước trời cho các linh hồn, cũng như ban ơn chữa lành và chúc phúc cho tất cả những ai đang cần đến lòng Chúa xót thương. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo gia đình và hằng tuôn đổ muôn ơn để giúp chúng con hoàn thành ơn gọi. Xin giúp chúng con chuyên cần cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, sống đời yêu thương để tìm được hạnh phúc tại thế và đạt đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con,
xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Và Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính ta. Này Chúa là Cha chính thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: một thế thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này và nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con ban truyền Chúa chịu chết và hy sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trọng sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận rước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Bernardo chúng con, các đức giáo mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa mà hôm nay kỷ niệm 50 năm hôn phối. Xin cho họ, con cái, cháu chắt và toàn thể gia đình luôn luôn được bình an và sống trong ơn nghĩa của Chúa. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là Bautista, Phêrô, Giuse, Anna, Phêrô, Maria, Isidoro, Giuse, Joan, Bautista,
tất cả các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong biển hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào một ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đã xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thực Người truyền, chúng ta giáng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con biết
1972, đúng ngày 20 tháng 9
được diện kiến Đức Thánh Cha trong điện tâm tòa mà thôi. Nhưng con đã xin với Đức Thánh Cha để ban cho cô chú nhân dịp hồng phúc đặc biệt này. Mong rằng đây là những dây tơ hồng thiêng liêng sẽ ngày càng kết hợp tình yêu của cô chú thêm chặt chẽ, bền vững và vĩnh hằng muôn đời. Trước hết con xin cảm tạ cùng với Phật tử Chúa trong kính Đức ông Phật tử, trong kính Cha của Sẽ. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha cùng đồng tế dâng thánh lễ trước lễ ngày 50 năm thiêng thánh hôn phối cho vợ chồng chúng con. Tại thánh đường giáo xứ Albert Church St. Paul, Minnesota, thật là một sự vinh hạnh mà hồng ân Thiên Chúa ban cho chồng chúng con. Đến nay được hưởng 50 năm kinh thánh hôn phối, và đây cũng là 50 năm kỷ niệm hành trang của vợ chồng chúng con. Tuy những năm tháng không dài không ngắn, nhưng nó chứa đầy sự gian nan, hy sinh, vất vả, thăng trầm sóng gió trong cuộc đời. Chúng con luôn cầu nguyện với niềm hy vọng tin thác trong bàn tay Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Mẹ cả Thiên Chúa. Gia đình chúng con đã và được Chúa Mẹ nhận lời, thật là một niềm hồng ân Thiên Chúa ban cho gia đình chúng con. Giờ đây vợ chồng chúng con lại được nhiễm phúc có Đức Ông từ nơi xa về đây, mặc dù công việc của cha rất là bận rộn trong mọi công việc, nhưng vì tình thương mến chúng con và giáo dân trong sứ đạo này, cha đã về đây để cùng đồng tế hiệp dân thánh lễ ngày 55 kinh thánh hôn phối của chồng chúng con. Và còn có sơ mai các sơ cũng từ nơi xa về đây tham dự cùng ngày lễ với sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em. Cũng nhân dịp này cũng có các anh chị em, các cháu cũng từ nơi xa về dâng lời cầu nguyện cho ngày 50 năm thiêng thánh hôn phối. Và cũng nhân dịp này chúng con tỏ lòng biết ơn đến cùng cha mẹ hai bên, mặc dù không còn nữa ở bên chúng con, nhưng chúng con luôn hãy ghi nhớ công ơn sinh thành. Bây giờ để đủ chúng con những điều hay lẽ phải, sống cho những lời của cha mẹ dặn dò năm xưa, chúng con nguyện ghi nhớ mãi suốt đời không quên.
tình cha nghĩa mẹ. Và cũng xin cha mẹ cầu nguyện cho chúng con những năm tháng còn lại trong tình yêu thương Chúa và Việt Nam. Nhân đây, bố mẹ cảm ơn đến các con đã lo mọi việc cho buổi lễ thật chu đáo. Bố mẹ chúc các con, các cháu, gia đình luôn thương yêu và phục vụ. Nguyện xin Thiên Chúa mẹ Maria, cả chúng xe luôn đổ tràn lòng ơn Thiên Chúa xuống quý cha cùng tất cả quý ông bà anh chị em. Sau đây tôi xin cảm ơn đến ban tổ chức đã giúp mọi công việc cho buổi lễ thêm phần trang trọng và tốt đẹp. Tôi cũng xin cảm ơn đến trưởng ban ca đoàn thêm buổi cho buổi lễ thêm phần linh động và ấm áp. Sau hết, vợ chồng chúng con xin chân thành cảm ơn thật nhiều đến quý cha và toàn thể quý vị luôn được tổng ân Thiên Chúa mẹ Maria Thánh Cả Chúa Xe ban cho thật nhiều sức khỏe và bình an.